Thưa quý chị, hai xà lan của một công ty ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang hành trình trên vùng biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thì bị chìm. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa có thêm hai thuyền viên trong số 4 người mất tích được cứu sống. Hai thuyền viên là Nguyễn Văn Sang, 62 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang và Lê Văn Cường, 38 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang. Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin, một tàu cá đã vớt được hai thuyền viên của xà lan LA-05923 đang trôi dạt trên biển. Tàu cảnh sát biển 6007 đã tiếp cận được tàu cá BTH-85372TS và tiến hành tiếp nhận hai thuyền viên Lê Văn Cường và Võ Văn Sang đưa lên tàu để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế. Như vậy, hiện còn hai thuyền viên của xà lan LA-05923 bị mất tích. Hai thuyền viên của xà lan vừa được cứu cho biết sau khi xà lan bị chìm, bốn thuyền viên liên kết cùng nhau, nhưng đến khoảng 4 giờ ngày 9 tháng 3, có hai thuyền viên do sức khỏe yếu đã buông tay khỏi nhóm 4 người. Hiện tại các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp, huy động lực lượng và phương tiện để tiếp tục tìm kiếm hai thuyền viên còn lại.